Giá thịt lợn giờ vẫn cao, mà nhu cầu người mua mặt hàng này lại khá nhiều, nên những chiêu lừa đảo khó lường cũng đã xuất hiện. Mới đây, một bà nội trợ đã có một bài học nhớ đời khi mua được miếng thịt ba chỉ với giá rẻ, nhưng khi về nhà thì mới phát hiện nó đã thành miếng thịt mỡ. Cụ thể, sau khi đi chợ về mang miếng thịt chuẩn bị nấu, thì phát hiện có gì đó không ổn. Nhìn kỹ miếng thịt thì hỡi ôi, nguyên cả tảng mỡ to đùng, nhưng được người bán khéo léo cắt một vạt thịt nạc mỏng, đặt lên trên rồi cẩn thận cho vào khay bọc lại. Bức xúc vì chiêu trò lừa đảo này, bà nội trợ đã quay video lại chia sẻ lên mạng xã hội TikTok để mọi người biết được một cú lừa mới. Mua thì dễ, nhưng trả lại thì khó. Lời cảnh tỉnh này nhanh chóng được hơn 30.000 người tiếp cận. Nhiều người vào chia buồn với khổ chủ khi gặp người bán hàng mang tính lương lẹo, khuyên mang miếng thịt này đi làm tớp mỡ may ra mới ăn được. Chứ sao có thể ăn nguyên tảng mỡ to đùng này cho nổi. Còn bạn nghĩ sao về tình huống này? Hãy cùng chia sẻ nha!